Thưa quý khán giả, trong thông tư số 32 năm 2023 của Bộ Công an, sau có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới đây, lực lượng cảnh sát giao thông được yêu cầu trực hệ thống camera giám sát 24 trên 24 giờ. Theo điều chính thông tư số 32, quy định về kiểm soát thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì đơn vị cảnh sát giao thông được quản lý hệ thống giám sát phải bố trí cán bộ trực tại trung tâm điều hành 24 trên 24 giờ để dần hành hệ thống hoạt động liên tục thông suốt, giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua việc theo dõi hệ thống camera giao thông 24 trên 24 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông có thể xử lý các vi phạm tốt hơn, hạn chế bỏ lọt vi phạm.